Hay hơn, người đó có 3 triệu ra về, không cần phải quan tâm suy nghĩ đến những chiếc cặp, đến những con số vân vân. Và nếu từ chối giải thưởng cố định, các bạn sẽ không có cơ hội quay lại nhận giải thưởng này. Bây giờ điều kiện dành cho hai thí sinh là giống nhau. Xin mời hai bạn chuẩn bị. Đèn từ từ tối xuống, đèn màu bật lên 5 giây, giải thưởng cố định bắt đầu. Hãy bấm bàn phím và chọn giải thưởng cố định 3 triệu ra về. Xin mời. Thời gian đã qua, hai thí sinh quyết định đi tiếp. Thưa quý vị, trong trường hợp thứ hai xảy ra, hai thí sinh của chúng ta sẽ có cơ hội nhìn một đề toán hiển thị trên màn hình. Sau đó tính nhẩm, vâng, phải tính nhẩm thật mau và bấm bàn phím, đèn sáng lên và nói ngay đáp án. Giành quyền ưu tiên bằng cách bấm bàn phím và nói đúng đáp án sẽ là người chiến thắng. Trong trường hợp giành quyền ưu tiên mà đáp không chính xác, người cùng chơi sẽ là người chiến thắng. Cũng có trường hợp xảy ra, bấm bàn phím đèn chưa sáng đã vội vàng nói ngay, thì như thế cũng không hợp lệ. Bấm bàn phím mà bạn chần chừ, đó là thua. Người cùng chơi cũng sẽ là người chiến thắng. Có nghĩa là bấm bàn phím phải nói ngay đáp án. Tất cả đã được sẵn sàng. Chúng tôi xin mời các cổ động viên dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cổ vũ tinh thần cho hai thí sinh. Đề toán hiển thị trên màn hình như sau. 15, 13 nhân 5 trừ 15 bằng mấy? Hết. Xin mời. Dạ 30. Không chính xác. 50. Xin được chúc mừng bạn Tâm đã may mắn bước vào vòng thi tiếp theo. Chào mừng quý vị đang đến với vòng thi đặc biệt của chương trình Đi tìm ẩn số. Thưa quý vị, bạn Thanh Tâm là người may mắn bước vào vòng thi này. Bạn cho biết cảm tưởng của bạn đã trải qua những giây phút vòng 1, vòng 2, bây giờ đến với vòng thi đặc biệt như thế nào? Vòng thứ 2 thì rất là rung, rồi giờ vòng này là hết rung rồi. Người cùng hỗ trợ với bạn là ai ạ? Dạ, người cùng hỗ trợ với em là bạn Tô Chiêu Dương. Xin mời bạn Chiêu Dương có đôi lời tự giới thiệu. Mình là bạn ở cùng nhà với bạn Thanh Tâm đây. Hôm nay may mắn được đến đây. Cổ vũ cho bạn thì mong là bạn sẽ được cái sự cố gắng đến cái bóp cuối như thế. Tâm ơi cố lên. Bạn Thanh Tâm thân mến, tất cả những giá trị của các chiếc cặp đang được hiển thị trên màn hình từ 1.000 đồng cho đến 100 triệu. Ở bên trái là những giá trị tương đối nhỏ, từ 1.000 cho đến 500.000. Và bên phải những giá trị tương đối lớn, từ 1 triệu cho đến 100 triệu. Nhưng thật ra trong thực tế, cặp nào bao nhiêu nằm ở đâu thì điều này là ẩn số lớn nhất của chương trình mà các người mẫu, khán giả cũng như người dẫn chương trình đều không biết. Nhưng chúng tôi chỉ mong muốn một điều duy nhất là người chơi đạt được giá trị cao nhất. Chúng tôi vẫn thường nói dừng lại đúng lúc để đạt được giá trị cao nhất, đó là chương trình Đi tìm ẩn số. Trong chương trình hôm nay, bạn đã ngồi vị trí ban đầu với chiếc cặp số 19 của mình. Không biết bạn muốn giữ lại chiếc cặp đấy hay là đổi bất kỳ cặp nào tùy ý. Em giữ lại chiếc cặp đó. Giữ lại cặp 19. Mỹ Loan mang cặp 19 đến cho bạn. Bạn sẽ có cơ hội chọn để mở ra từng đợt. Đợt đầu tiên 6 cặp, sau đó 5, 4, 3, 2, 1. Giữa những đợt như thế, ngân hàng sẽ chào giá. Làm thế nào để cảm nhận sự may mắn của mình không lệ thuộc vào chiếc cặp số 19 là giá trị bao nhiêu? Bạn vẫn có thể được chào giá rất cao nếu bạn mở nhiều cặp nhỏ. Và bây giờ tất cả đã được sẵn sàng. Xin mời các cổ động viên cổ vũ tinh thần cho bạn Thanh Tâm. Bắt đầu lựa chọn 6 cặp đầu tiên. Tôi lựa chọn chiếc cặp 23. Anh Thư chuẩn bị. Cặp 23 sẽ có giá trị là bao nhiêu? Chúng ta cùng chờ xem. 2.500 đồng. Còn 5 cặp. Cặp số 12. Cặp 12 sẵn sàng. Và mở. 15 triệu đồng. Còn 4 cặp nữa. Cặp số 1. Thanh Thúy chuẩn bị. Cặp số 1 với kết quả giá trị bên trong là 1.500.000 đồng. Còn
Ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 19 giai đoạn này là 650.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Mở 5 cặp nữa. Tôi xin cặp, chọn cặp số 14. Phương Ngân chuẩn bị. 1.000 đồng giá trị nhỏ nhất. Còn 4 cặp. Chọn cặp số 25. Tỷ Linh chuẩn bị. Kết quả của cặp 25. 25 triệu đồng. Cẩn thận. Còn 3 cặp. Bạn nên thay đổi chiến lược, có lẽ nhờ bạn Chiêu Dương chọn một cặp chắc. Chiêu Dương chọn cặp nào? 17 nha. Cặp số 17. Cặp số 17, Thu Thủy chuẩn bị. Một triệu đồng. Còn 2 cặp nữa. Cặp số 6. Hoài Phương chuẩn bị. 75.000 đồng. Còn 1 cặp. Cặp số 9. Kết quả của cặp số 9 ngay bây giờ sẽ là giá trị 20 triệu đồng. Kịch tính càng tăng cao khi giá trị lớn nhất 50, mà con số tiếp theo lại là con số 10 triệu. Hãy giữ gì con số 50 triệu đấy nhá. Ngân hàng Gia Đình chào giá. Xin cảm ơn. Ngân hàng Gia Đình chào mua chiếc cặp số 19 giai đoạn này là 250.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. 1 cặp nữa thôi, ngân hàng sẽ chào giá. Tôi xin chọn cặp số 5. Vị trí số 5 dự đoán. Tôi tên là Trọng Vũ, tôi xin đoán cặp số 5 là 1.250.000. Bạn vẫn tin vào tướng số là có thật à? Ngày tốt và ngày không tốt à? Thử xem bạn có đạt được tiền thưởng 400 ngàn hay không bạn Vũ nha. Cặp số 5, Vũ Khang chuẩn bị. 1.250.000. Chúc mừng bạn Vũ. Ngân hàng chào giá. Alo, tôi nghe. Xin cảm ơn ngân hàng. Ngân hàng Gia Định chào giá chiếc cặp số 19 giai đoạn này là 10.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Chúng tôi thấy khán giả quá nhiệt tình, hăng hái. Bây giờ sẽ không mời người chơi đoán cặp, mà mời khán giả đoán xem chiếc cặp nào mà bạn Thành Tâm sẽ chọn ngay sau đây. Cặp số 3. Dự đoán cặp số 3 giá trị nào trong 3 giá trị sáng đèn trên màn hình. Khán giả chuẩn bị. Khối 3, hàng 5 và ghế số 4. Chúc mừng. Tiếp tục chọn lựa khán giả thứ hai. Bảy, một, bốn, chúc mừng. Hãy giới thiệu tên và dự đoán. Tôi tên Tiêu Sinh, xin dự đoán cặp số 3 là 5.000. Chúng tôi xin mời khán giả thứ hai. Tôi tên là Rạc, xin đoán cặp số 3 là 10.000. Tiền thưởng dành cho người đoán đúng giai đoạn này là 500.000 đồng. Nếu rơi vào trường hợp thứ 3 thì hai sinh coi như không có tiền thưởng. Kim Ngưỡng, cặp số 3 chuẩn bị. 15.000 đồng. Hai sinh không sinh được
món tiền nào hết. Ngân hàng chào giá. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Lần chào giá cuối cùng, ngân hàng Gia Định quyết tâm chào mua chiếc cặp số 19 giai đoạn này là 7.500 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Và xin mời khán giả trường quay bắt đầu chuẩn bị dự đoán cặp 19 là một trong hai giá trị nào. Chúc mừng 6, 4, 3. Chọn tiếp một khán giả thứ hai đoán cặp 19. Thưa quý vị, ba con số 4, 4, 4, 4. Chúc mừng. Xin mời khán giả trường quay dự đoán cặp 19 của bạn Thanh Tâm là giá trị nào, 5.000 hay 10.000? Xin mời anh. Tôi tên Minh Trí, tôi xin dự đoán cặp 19 là 5.000 đồng.